Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh Hiệp Mai Vàng Cần Thơ. Hôm nay ngày 18 tháng 12 năm 2019, anh em mình có lại dừng kiển của anh Vũ. Anh Vũ xin ra mắt ghi hình với anh em là dài phôi mai vàng và dài phôi tứ quý. Rồi mình hỏi cận kẽ anh Vũ hôm nay lên chương trình sao nha. Rồi hôm nay sao anh Vũ ơi? Rồi, chứ đầu tiên là chào anh em trên YouTube nha. Anh em lên chương trình có năm phôi, hai phôi tứ quý một cốt đi cành điều Rồi đấy cũ lấy cũ rồi với ba phôi mai vàng không anh? ba phôi vàng, ba phôi vàng là quái không em? Rồi mình đọc là số điện thoại mình để kênh được. 0907 914 218. Ok. Rồi anh em nào có thích cái nào cứ liên hệ số đó của anh Vũ nha. Rồi anh em nào có quý hiệp chương thì bấm cho mình cái đăng ký kênh nha anh em, để có động lực ri ri hình phục vụ cho anh em và săn cây phục vụ cho anh em. Rồi bắt đầu mình làm cây số 1 tới cây số 5 cho anh em nha. Rồi bắt đầu tập số 1 lên Vũ ơi. Quay đi. Cây số 1 cây đê khủng nha. Cây khủng nha anh em. Khá bự anh Vũ. Khá bự nè. Cây này cũ dữ lắm, mới cũ. Cũ không? Vậy nó lắm. Để nó cây bự mà để nó ôm, nó ôm vô chơi nghe. Cây này nó đặc biệt là nó có cái mấy cái bú đồng tiền này ha. Đó, nó lên bú hết trơn nè. Ok. Bú tiền không đó nghe. Bú tiền anh Vũ. Mình mày nó nu nặng nó già lắm rồi. Đó không? Okay. Bú lên bú hết trơn nè. Đâu, có đặc điểm cây điều cừu của mình đặc biệt cứ báo nha. Nó lên trên cái bú nhỏ nè, nó lên như muốn xù hết trơn, nổi được cái cộng cộng chứ ha. Ok. À, còn mấy cái chỗ này là treo bú hết. Đó. Mấy cục bú này là người ta cái bú đồng tiền này nha. Bú đồng tiền ha. Bú lọc đó không anh? Bú lọc đó. Rồi. Kêu là lọc mai đó. Lọc mai ha. Cái này nó hay là gơ đế nó gơm chứ nó có cái bãi cũ quá trời. Bãi cũ ha. Rồi thôi mình đo cặn kẽ chi tiết cho anh em luôn anh Vũ. Rồi. Hồi đế này là 24 giờ nha. 24 giờ ha. Đế cũ 24 giờ mặt nào cũng có đế nha anh em. Rồi. Cho anh em có thông số anh Vũ. Hoành thăng là 46. Đâu cái cũ, cái cũ cho anh em hình dung cái độ lớn đó ha. Cái cũ không là 100 nha anh em đó. Cái cũ 100. Cũ đặt này không là 100 đó. Cũ đặt 100 nha anh em. Còn chiều cao nữa rồi. Chiều cao là 66. Chiều cao là 66 nha anh em. Rồi cái mã số 1 mở màn chiến dịch này giá sao anh Vũ ơi? Mã số 1 này giá 7 triệu rưỡi. Cây mã số 1 giá 7 triệu rưỡi nha anh em. Rồi 7 triệu rưỡi hỗ trợ phí xếp không anh Vũ? Hỗ trợ phí xếp cây này tương đối lớn nha. Hỗ trợ phí xếp toàn quốc nha anh em. Cây này một mình là không nổi ha. Ừ. Đấy nó nè. Cái đấy cái bãi đế nó không là nó bự hơn cái tay mình sang rồi. Đâu. Phải đo còn kéo bằng cái thước nữa không? Hoành đế ngang không là 89 nè. Hoành đế không là 89 đó nha anh em. Cộng đế cái đường kính của cộng đế á. Đó. Nhìn ở ngoài nó hình dung nó rất là rất đẹp nha anh em. Tay mình nó bóp cái đế nó không vừa. Cây 5450 mà nó có nhỏ, mà thêm cái đế cũ nó cả thước hoành. Vậy anh Vũ. Rồi. Đổi phôi anh Vũ ơi. Đổi phôi tứ quý. Số 2 là cây tứ quý nha anh em. Một cốt chân cành đẹp để vip nha. Anh em nào ghép thì ok, chơi cây này ok nha anh em. Hàng là hàng ghép nha anh em. Hàng ghép nha anh em. Tứ quý mà đế này là đế cũ luôn không? Đế không chống mặt nào luôn không? Đó. Tứ quý thì nhóc nhưng mà cây đế là kiếm hay hiếm nha. Đó, ok. Cúc cành nó dữ lắm này, để cho anh em gác là sướng luôn đây. Đế là cứng ngắc nha anh em, đế là không có chống bệ nào nha. Mình này cũng có cặp tứ quý này, là cặp này cặp của ta trồng cho nó số bộ. Số 2 số 3 luôn đi anh Vũ. Thôi anh em nội có chơi cặp mà ta dễ. Rồi. Này đánh đấu số 2 đi. Này số 2. Ok. Tứ rồi. Số 2. Rồi cho thông số đi anh Vũ, gá khá rõ rồi. 32 Hoành Thăng. Hoành Thăng là 32 nha anh em. Chiều cao. Chiều cao là 135. Chiều cao là 135. Rồi cây mã số 2 này giá sao Vũ ơi? Cây mã số 2 này giá nó là 2 triệu. Cây mã số 2 giá 2 triệu nha anh em. Khá bự nha anh em. 2 triệu hỗ trợ ship nữa là cũng không còn nhiều đâu. 2 triệu phải hỗ trợ ship cho anh em luôn nha. Đến với anh em nhiều cái đẹp. Ủa tôi quý mà cấu cạnh này là về ghép ngon lắm nha anh em, vô bo là ghép mà.
thì tứ quý nó rất là dễ đậu, nên anh em cứ tự tin chơi ha. Rồi hỗ trợ đổi phôi cái Lâm Minh Hiếu. Rồi cây nói chung cây số 2, số 3 này nó na ná nha, hai cây đúng thịt nha anh em, anh em có thể chơi một cặp được nha. Quay hết phong cây coi, quay cặp tứ quý này số 2, số 3 là anh em chơi cặp được nha. Chơi một cặp là mình chơi là cho nó cặp cho nó xứng luôn, tại cặp nó có chiều cao nó cũng xứng xứng nhau, chơi cái hoành nó cũng gan vậy đó. Cũng là dẫn bán lẻ nha anh em, anh em chọn cây nào thì bán cái đấy nha. Nhưng mà anh em có dân cặp thì chơi cặp này là xứng nha. Tứ quý mà nở hậu mà có đế gì là cây gì là hiếm á. Hiếm hơn chứ. Bây giờ anh em phải khoái chơi tứ quý ghép, ghép nó ra bông nó đẹp nó đậm. Nhưng mà cái ghép mình, cái đường ghép của mình là xác xích nó là chắc ăn 100%, ghép là đưa vô là dính. Hay quá. Hay về ghép bao chơi. Rồi, chơi này mới thông số của anh Vũ. Khá rõ. Bao bao hoành. Hoành thăng là 33 nha anh em, chiều cao. Chiều cao là 132. Chiều cao là 132. Rồi cây mã số 3 này giá sao anh Vũ ơi? Mã số 3 này cũng giá 2 triệu, đồng lửa. Cây mã số 3 giá 2 triệu nha anh em, số 2 số 3 là đồng giá 2 triệu đồng lửa ha. Rồi, cặp này dễ chơi quá nha anh em. Quá dễ chơi cho một đam mê. Số 4. Số 4 thằng quái gì cà na nha anh em. Đó, thằng bonsai nha. Ăn lắc luôn ha anh em. Mã số 4. Số 4 này quái nha, thằng nó dặn này tới quýnh theo chiều gió lùa được nè nha. Cây này già lắm, già nghe chứ không có trẻ đâu à. Rất là già anh Vũ, nhỏ mà rất dài nha anh em. Nó lên sụ tại nó có cái mấy cây mà nó có độ xây dặn này nó lâu lớn lắm. Ok. Rồi, cho anh em có thông số của anh Vũ. Mà lẹ đi, về vòng mà rượu. 27 hoành. Hoành thăng là 27. Cao 53. Cao 53. Rồi cái cây mã số 4 này là giá em nói là 800k nha. Cây mã số 4 giá 800k nha anh em. Bán 800k có hỗ trợ phía ship anh Vũ ơi. Hỗ trợ phía ship luôn nha anh em. Cây này là báo giá chỉnh là không có bớt nha anh em. Đó, cây này anh em ưng thì chơi ha. Không có giảm giá được nữa. Rồi. Giá đó mình báo là quá bèo rồi. Quá bèo anh Vũ. Rồi. Anh Vũ ơi, cho đổi phôi lên Vũ. Số 5 lên. Ồ, số 5 cây cũ rất đẹp nha anh em. Cây này là quá như cà na luôn nè. Quá như cà na. Đó là không chống cái chỗ nào vậy nữa không? Ừ. Mặt nào cũng có đế. Mặt này thấy không? Ở đây tại vì người ta còn có đế lót vô nè ha. Không có lấy lót okay. Cho anh. Ok. Cây này đi ra cũng không có ăn bành nha. Quá đẹp. Cái này là cây số 5 nha em. Số 5. Lên chậu là nằm vô nguyên nguyên cũ lên trên chậu luôn nghe nè. Ok. Cái này đế này là mình còn làm xuống được nữa đó nghe. Tại đế nó chưa non nè đó. Đế nó còn gói còn xuống đó nha anh em. Xuống nữa mình làm tới đây được thấy quá trời rồi. Ok. Rồi anh Vũ cho em thông số lên Vũ ơi. 22 hoành thăng. Hoành thăng là 22. Chiều cao là 42. Chiều cao là 42 rồi. Cái cũ cho anh em cái. Cái cũ. Cái cũ 50. Cái cũ 50 rồi, cái mã số 5 giá sao Vũ ơi? Mã số 5 giá 1 triệu rưỡi.
Cây mã số 5 giá 1,5 triệu nha anh em. Rồi anh em nào có ơn cây nào cứ liên hệ số con Vũ là số 0907914218 ha. Anh em nào có quý hiệp trường thì bấm cho mình cái đăng ký kênh nha anh em. Rồi cây mã số 5 cũng là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay ha. Cũng rất cảm ơn các anh em trong thời gian qua ủng hộ nhiều ha. Rồi thân ái chào anh em, hẹn em cái video sau mới nhất, sớm nhất.